Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em xin bán cho các bác một bộ cấu hình rất rẻ và hay. Đặc biệt sử dụng một cấu hình có tép điện các bác nhé. Đôi loa có tép điện mà đặc biệt trơm đi đánh nó rất rẻ. Đó, bọn em mất toát cả mồ hôi với ra con âm ly này, đánh một đôi loa này rất rẻ. Em muốn ghép một chiếc âm ly thật sự rẻ để đánh vào một đôi loa to mà nói ra hết được các bác nhé. Bát ra mềm mại, uyển chuyển, trung sáng, lồng lộng và tép đánh tơi thanh tách các bác. Có để ý giọng trung âm cao các bác nhé, rất tuyệt vời các bác nghe. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lòng lỡ. Đó các bác, đan nguyên là phải lên được tiếng khàn khàn ở cổ họng như của đan nguyên các bác nhé. Cảm giác cái tiếng nó hơi sồn sồn của đan nguyên. Cái giọng ca sĩ đan nguyên nó kiểu hơi sồn sồn các bác nhé. Nó phải lên được cái sồn sồn ở cái trung cao ấy các bác. Rất tuyệt vời. Rất là tuyệt vời các bác ạ. Các bác có thể nghe thấy cái giọng trung cao, cái giải trung cao nó phải thể hiện được cái tiếng sồn sồn của ca sĩ đan nguyên các bác nhé. Em tiếng sồn sồn, không biết các bác gọi cái chất âm của đan nguyên thế nào nhưng em cho cái chất âm của ca sĩ này nó có một cái tiếng sồn sồn trong cái tính tép rất là tuyệt vời các bác. Nó nghe nhiều bị nghiện đấy các bác. Và xin báo giá luôn các bác đây, đôi loa Pioneer CS05, đây là dòng Pioneer CS05 xuất Mỹ, nhấn mạnh là xuất Mỹ, hàng công Mỹ các bác nhé. Đây các bác, hàng xuất Mỹ các bác nha. Đó, Made in Japan nhưng mà xuất Mỹ. Những con nội địa thì nó sẽ ghi chữ Nhật ở đây, nhưng mà đây là Made in Japan xuất Mỹ, hàng công Mỹ các bác, công Mỹ các bác nha. Đó, còn xuất Mỹ này thì bát nó màu trắng các bác lưu giúp em. Bát nó màu trắng như vậy các bác. Và tiếng bát nó mềm hơn cái đôi nội địa một chút, tiếng bát nó mềm hơn. Và đôi loa này giá để các bác giá rất rẻ luôn. Đôi loa rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh luôn, từ ê căng cho đến mọi thứ cực kỳ đẹp luôn. Em để các bác giá 5.800.000 đồng, nhập vào không nổi các bác. Nếu không làm công nhập vào không nổi các bác nhé. 5.800.000 đồng, bác thợ nào cũng như là bác khách nào muốn mua đôi loa thật hay, to, lỗ thông ở phía trước, tép điện, toàn cấu hình đắt tiền luôn các bác. Tép điện này rất đắt tiền của Pioneer các bác nhé. Chỉ có 5.800.000 thôi, rẻ như là cỏ. Tối ngày hôm nay em lên toàn loa giá 5.800.000 các bác luôn, xả hết bỏ cái nhà em luôn. Các bác nhìn, nhà em sắp hết loa rồi. Các bác ủng hộ em rất nhiều. Rồi, em đằng nào thì em cũng có lời rồi. Bán được hết cái lô về rồi, em có lời rồi. Thì những đôi loa cuối cùng này em xả hết các bác. Đây, Sutterzell SU Technic, Sutterzell SU V500. Còn Technic V500 này đánh rất hay các bác nhá. New Class A các bác nhé. Để các bác giá 1.500.000 đồng, rất hay luôn. Con này đánh New Class A, tiếng trong trẻo vô cùng. Rất là các bác để ý con âm ly này, nó chỉ có 1.500.000, tuyệt đẹp luôn các bác. Nhưng mà khai thác các bác nhá, nó khai thác được đôi loa này rất tuyệt vời. Còn khai thác được cái tiếng tép điện này các bác. Đó, tất cả những đôi loa tép điện em thường chú trọng nhất con tép điện, nếu khai thác được là hay. Đó, còn bát của những đôi loa tép điện và chung đôi loa tép điện rất dễ khai thác, nhưng mà khai thác con tép điện nó là khó các bác nhá.
Đó, em khai thác được con tép này, em sẽ cho nó là đạt. Cho là đạt luôn các bác nhá. Và bây giờ mời các bác cùng nghe thử tiếp. Các bác nghe thử đoạn liên khúc của Lan Nguyên này rất là hay các bác. Bài này rất là hay. Tép đánh phê tan luôn các bác ạ. Đó, các bác nghe. Rất là hay các bác. Phố đêm đèn mở răng răng. Rất cao mà không chói, không gây chói các bác nhé. Chiếc âm ly của đất A tiếng nó trong, nó không gây chói các bác ạ. Phố đêm nhiều lần suy tư, ghi nhớ còn trong đời. Rất tuyệt vời các bác. Những ngày thương 5 triệu 8 đôi loa, âm ly giá 1 triệu rưỡi, quá rẻ các bác ơi. Em nghe mà em cứ muốn là vỗ cái đùi các bác. Em nghe muốn vỗ tay vào đùi các bác. Rất là sướng các bác ạ. Tiếng rất là sướng. Tiếng tép đánh phê các bác. Rồi em xin mở một đoạn nhạc sống nữa cho các bác nghe. Các bác nghe nhạc sống các bác ơi. Mở một đoạn nhạc sống này các bác nghe thử. Tiếng tép đánh rất phê tai các bác ạ. Bát rất mềm các bác. Đồ loạt xuất Mỹ. Phần tần con này rất gấu. Phần tần trong nó có một phần tần đôi loa này rất là gấu nhá. Nó có một 4 con sò trong cái phần tần luôn. Rất là gấu các bác. Rất tuyệt vời các bác. Rồi em xin tạm dừng video clip lại đây. Bạn nào có nhu cầu lấy cả bộ này, đôi loa giá 5 triệu 8, chiếc âm ly giá 1 triệu rưỡi. Rất rẻ, rất cỏ nhưng mà các bác ơi, chất âm cực kỳ hay, em nhấn mạnh bộ này rất hay, bạn nào lấy cả bộ thì tuyệt vời. Rất ít khi gặp những bộ rẻ. Thật rẻ mà hay như vậy các bác. Rẻ các bác nhá, nghĩa là đôi loa bán rất rẻ rồi mà lại đánh chiếc âm ly rất rẻ đánh ra nữa. Rồi xin chào các bác. Các bác có nhu cầu lấy từng món hay lấy cả hai cứ nhắn tin cho em qua số điện thoại 098 119 3686. Em ra hàng toàn quốc. Địa chỉ nhà em là ở, các bác lưu giữ em, địa chỉ của em là Thanh Đa các bác nhá. Thanh Đa Phúc Thọ này các bác, Hà Nội, chính là Hà Tây cũ các bác. Em chính là người Hà Tây cũ các bác nhá. Bác nào đồng hương thì cho em xin một cái nhấn nút like. Bác nào không đồng hương thì cũng cho em một cái nút like các bác. Em ở Hà Tây cũ, có rất nhiều bác đã bị nhầm cái địa chỉ này của em là ở Thanh Ba Phú Thọ. Thanh Ba Phú Thọ khác, còn Thanh Đa Phúc Thọ khác các bác nhá. Lưu giúp em là người Hà Tây. Đó à, đúng ra không phải Hà Nội đâu, nhưng mà may mắn là được xác nhập ở Hà Nội đấy các bác. Rồi, xin chào các bác ạ, dài dòng quá.